Nhẫn Rolex vàng nguyên khối O750 đính kim cương là biểu tượng tinh hoa của sự sang trọng và uy quyền. Được chế tác từ chất liệu vàng nguyên khối O750 cao cấp, nhẫn không chỉ mang vẻ đẹp đẳng cấp mà còn bền bỉ theo thời gian. Những viên kim cương được đính tỉ mỉ trên mặt nhẫn tạo nên vẻ đẹp lấp lánh đầy cuốn hút, thu hút mọi ánh nhìn. Điểm nhấn đặc biệt là họa tiết logo vương miện Rolex, biểu tượng quyền lực đẳng cấp của thương hiệu đồng hồ danh tiếng, được khắc tinh xảo trên mặt nhẫn, tạo dấu ấn mạnh mẽ, ấn tượng. Thiết kế nhẫn Rolex vàng nguyên khối O750 đính kim cương mang đến phong cách quý phái, sang trọng và là phụ kiện hoàn hảo dành cho những ai yêu thích sự khác biệt và khẳng định bản lĩnh cá nhân. Logo vương miện trên nhẫn không chỉ là biểu tượng thương hiệu mà còn là điểm nhấn thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế, biến chiếc nhẫn trở thành lựa chọn lý tưởng cho phong cách vượt thời gian. Hãy để nhẫn Rolex vàng nguyên khối O750 đính kim cương tỏa sáng, khẳng định phong cách sang trọng và đẳng cấp của quý khách. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.